Việc Thiều Bảo Trâm bất ngờ đăng tới 43 tấm ảnh toàn chữ love ngay sau khi Sơn Tùng lên livestream tâm sự yêu vào khổ lắm khiến dân tình xôn xao. Sau tin đồn đường ai nấy đi hồi đầu năm, động thái này của giọng ca Một Mình Có Buồn Không nhen nhóm hy vọng tái hợp trong lòng fan hâm mộ cặp đôi. Tuy nhiên mới đây Thiều Bảo Trâm đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đầu tiên của sản phẩm âm nhạc mới có tên Love Rosie. Tấm poster gợi lên cảm giác khá bí ẩn với hình ảnh một cô gái có mái tóc nâu cục nơ hồng chụp từ phía sau. Đây có lẽ cũng là lời giải thích của nữ ca sĩ sau khi bất ngờ đăng tận 43 tấm ảnh cùng một nội dung trên trang cá nhân. Trước đó, dân mạng cũng phát hiện nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, người đứng sau loạt hit đình đám và gần đây nhất là Sài Gòn Đau Lòng Quá, cũng bất ngờ đăng status chỉ một chữ love cùng ngay với bài đăng của Thiều Bảo Trâm. Nhiều khả năng dự án này chính là cú bắt tay giữa Thiều Bảo Trâm và Hứa Kim Tuyền. Ngoài ra, Thiều Bảo Trâm cũng ấn định luôn thời điểm ra mắt của ca khúc là vào ngày 5 tháng 5, tức là không còn bao lâu nữa khán giả sẽ được thưởng thức sản phẩm âm nhạc mới này. Đây có lẽ là một màn comeback của riêng Thiều Bảo Trâm sau ca khúc Trải Trái Trải Phải. Điều đáng chú ý hơn cả, ngay sau khi Sơn Tùng cho ra mắt sản phẩm mới, thì Thiều Bảo Trâm liền có động thái đón đầu cực gắt. Được biết, hiện sản phẩm của Sơn Tùng vẫn chưa đăng tải trên YouTube, nhưng nam ca sĩ cũng nhanh chóng hé lộ về sự kiện đặc biệt tối ngày 26 tháng 4. Nhiều người cho rằng đây là một cuộc chạy đua và rất có thể là đối đầu giữa hai giọng ca Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm.